the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Như vậy thì có thể nói rằng những cái tác động nó mang lại khá là lớn và khá là hiệu quả cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, mà số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam thì nó chiếm đại đa số trong cái tổng số lượng doanh nghiệp. Và có thể nói rằng là giữa việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp á, nó cũng sẽ bị tác động rất là nhiều phía, đúng không? Như vậy thì đối với cái việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp này thì nó theo ông thì cần những sự hỗ trợ như thế nào từ các cơ quan nhà nước cũng như chính phủ ạ? Như chúng ta đã biết thì chính phủ chúng ta đang hướng tới một cái xu hướng gọi là chính phủ điện tử, số hóa, xã hội hóa, vân vân. Tôi lấy điển hình như là bây giờ chúng ta đang muốn là update và tổng hợp cái thông tin những cái chứng minh nhân dân trở thành căn cước mà có tích hợp database dữ liệu cơ sở Big Data và công nghệ AI. Thì nếu mà chúng ta muốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tại vì cái lực lượng này là lực lượng nòng cốt và chủ đạo trong cái nền kinh tế của Việt Nam chúng ta, thì đứng về phía góc độ nhận xét của tôi thấy rằng là chính phủ sẽ có những cái hành động như sau. Thứ nhất là chúng ta đưa công tác tuyên truyền và truyền thông làm sao cho người lãnh đạo, thứ nhất là cái tầng lãnh đạo ở trên phải hiểu rõ là lợi ích của việc số hóa điện tử những cái dữ liệu đó, Big Data, và chúng ta sử dụng công nghệ phi tập trung đưa lên điện toán đám mây. Đó thứ nhất là nhận thức của lãnh đạo. Thứ hai là cho các cái CEO, những cái hiệp hội doanh nghiệp, cho các chủ doanh nghiệp hiểu rằng giai đoạn đầu chúng ta mã hóa dữ liệu mặc dù là có thể tốn chi phí, tuy nhiên lợi ích về sau rất to lớn, giống như tôi đã phân tích. Có nghĩa là nó sẽ cho chúng ta tích hợp dữ liệu, chúng ta chia sức dữ liệu real time, và chúng ta đồng bộ hóa dữ liệu và chúng ta có thể nghiên cứu thị trường, thúc đẩy nhân viên phát triển v.v. và cạnh tranh lẫn nhau, và nó có tính minh bạch nhất là trong mảng tài chính và quản trị về chiến lược doanh nghiệp, cần phải có quản trị tài chính rồi về nhân sự v.v. thì cho chúng ta một cái nhìn tổng quát. Thì lúc đó doanh nghiệp sẽ thấy rằng thay vì chúng ta phải tiết kiệm chi phí này, nhưng ban đầu chúng ta đầu tư một khối lượng lớn như vậy vừa phải, và chúng ta đầu tư nếu biết cách đầu tư phân kỳ theo từng module thì lúc đó doanh nghiệp sẽ ủng hộ chúng ta. Tiếp tục nữa là chúng ta sẽ có những cái chính sách tài trợ, ví dụ như cho chính sách về thuế chẳng hạn, về thúc đẩy mà công nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin. Tôi lấy ví dụ như là chính sách về miễn giảm thuế, rồi thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp trong một giai đoạn nào đó, có thể ví dụ như phân kỳ theo 1 năm hoặc 3 năm, 5 năm vân vân. Tôi thấy như một số cái tỉnh thành họ có lĩnh vực là công nghệ nè, nông nghiệp và giáo dục, họ sẽ có những chính sách quốc sách đó. Và đồng thời nữa là áp dụng, chúng ta sẽ dùng những cái công nghệ mà áp dụng trong thanh toán không dùng tiền mặt nè, rồi các cái app nè, rồi đồng thời chúng ta phải thúc đẩy luôn cả giáo dục đào tạo từ online real time. Thì từ những cái phần đó sẽ hỗ trợ, và doanh nghiệp chúng ta thấy được rằng là đó, những cái tình hình như vậy. Và ngoài ra là chính sách của tài chính nữa, ngân hàng nhà nước và các cái tổ chức tín dụng, nếu mà anh áp dụng công nghệ thông tin vào thì tôi sẽ có những cái phần cấp tín dụng để hỗ trợ anh phát triển trong từng giai đoạn, và lấy cái đó có thể làm một cái phần tín chấp chẳng hạn. Chúng ta cộng hưởng tất cả các dịch vụ lại với nhau, thì lúc đó doanh nghiệp bắt buộc chăm qua đua nở, các cái doanh nghiệp khác chạy đua thì chúng ta cũng phải chạy theo để chúng ta hội nhập quá. Và cái câu chuyện mà số hóa cũng như là điện toán đám mây, công nghệ AI thì thế giới họ đã làm rồi, và bây giờ họ đã đi tới cái phần là blockchain, thì chúng ta phải cập nhật cái đó để chúng ta gia nhập vào cái nền kinh tế số, thì lúc đó sẽ tự động doanh nghiệp họ sẽ thúc đẩy và phát triển lên.